hay nhất đến ban giám khảo cũng như là thầy cô kính mến của em Quỳnh Thiếu Hương. Chúng ta ở đây cùng có hơn 340 bé, một phần thực do mẹ Quỳnh Thiếu Hương giám đốc chủ sở trung tâm. Bây giờ xin mời cậu Nguyễn Vũ Oai. Cậu. Kính thưa thầy Cánh, kính thưa thầy Hồng cũng như tất cả các thầy cô ở câu lạc bộ Điền Nam A ở trường Điền Nam cùng như tất cả các thầy cô, các cô chú bộ mẫu ở trung tâm cũng như tất cả các em, xin thay mặt chị Hương xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý thầy cô và quý khách mời chúng ta tất cả. Thầy cô đã mất thời gian hôm nay để đến đây để tham dự chung vui với trung tâm và đặc biệt là chung vui với em Chị Vi. Kính thưa tất cả quý thầy cô cũng như là quý vị khách quý thân mến, trung tâm đạo quê hương do chị Vi Hương sáng lập và khi mà mới đó là một cái trung tâm tư nhân, hoạt động tư nhân nuôi nấng em cơ nhở văn hóa cũng như là nghề cho các em đã góp sức cho trung tâm về phần các khóa thiết cũng như là để khóa em như để được em như có ngày hôm nay. Còn bây giờ thì trung tâm của em để cho em những người rất là vui mừng thì ban giám đốc cũng như tất cả các thầy của cô ở câu lạc bộ bóng chuyền Điền Long An tiếp nhận em để vào cái lớp năng khiếu của câu lạc bộ của trường. Thay mặt chị Huỳnh Thị Hương em cũng không biết nói gì hơn, một lần nữa xin cảm ơn tất cả thầy cô, những người đã chỉ dạy em, tạo điều kiện cho em học tập và cảm ơn ban giám đốc câu lạc bộ Điền Long An đã mở cho em cũng như một cái bước đường trong cái tương lai học tập cũng như cái sự nghiệp sau này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin kính chúc cho ban giám đốc cũng như thầy cô ở câu lạc bộ Điền Long An và tất cả các thầy cô ở trường Điền An cũng như tất cả những thầy cô, những người bảo mẫu trung tâm đã nuôi nấng em tới ngày hôm nay và sẽ có tiếp tục cho em sau này. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý thầy cô. Và sau đây thì em cũng trân trọng kính mời thầy Chánh đại diện em câu lạc bộ Bình Điền Long An sẽ lên có đôi lời cũng như là tiếp nhận em chỉ như là câu lạc bộ của mình. Xin chân thành kính mời thầy. Thầy cô trường tôi hôm nay là rất xúc động khi đến đây trước mắt là thay mặt cho các đội tuyển viên đăng ký của Công an xin cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ cho đến như đến ngày hôm nay để chúng tôi cơ hội phát huy và hy vọng là trong quá trình sắp tới sẽ cố gắng học tập cố gắng giỏi cho Bình Điền và thành ta. Hôm nay xin thông báo là chính thức đã khai mạc tại đây này và trong tự nhiên một chuyện chính thức về đội tuyển nữ năm thứ tư Điền Điền Quang, đó là những cái bước đường đầu tiên. Cũng trong thời gian đó, trong thời gian đó chúng tôi sẽ báo cáo thường xuyên về những cái trung tâm về cái tiến độ của cháu như thế nào, chúng ta vẫn làm cho nó tốt hơn để cháu hơn nữa. Thay mặt cho ban huấn luyện của đội tuyển nữ Điền Điền thầy cô nhà trường sẽ diễn giả được nhiều được sức khỏe hạnh phúc và luôn luôn phát huy được cái trò giúp cho trung tâm chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn được đó là tình cảm vô bờ bến các thầy mẹ Quỳnh Hương với Quỳnh Thiên bé Quỳnh Thiên Nhân xin nhận ngay vào đúng ngày thành lập trung tâm đó là ngày 10/12/2001. Thế này là bé đúng 15 tuổi, bé Quỳnh Thiếu Nhân lúc trước thì có 100 máy ra thôi, chưa thấm chèn tay. Bằng sự yêu thương của bạn Quỳnh Thiếu Nhân, thế hiện nay chúng ta thấy bé Quỳnh Thiếu Nhân có thân thể tráng kiện như
hàng rất khỏe mạnh, và chắc chắn bé sẽ không quên lời đầu tiên này sự cảm ơn sâu sắc cũng như là sự thảo mình với người con đúng người mẹ. Xin mời em mình chú ý.